Một hiện tượng lạ bất ngờ xuất hiện tại thành phố Chu Sơn, Chiết Giang, Trung Quốc khi bầu trời nơi này chuyển sang màu đỏ rực và bị sương mù bao phủ. Cảnh tượng bầu trời màu đỏ hiếm có được cư dân mạng đồn đoán nhiều nguyên nhân khác nhau. Có người lo sợ cho rằng đây là dấu hiệu của một cơn bão hay trận động đất lớn sắp đến. Trong khi đó, có ý kiến giải thích bầu trời màu đỏ về đêm là do hiện tượng cực quang. Lý giải về hình ảnh trên, trang Sohu cho biết, phòng khí tượng Chu Sơn khẳng định việc bầu trời đổi sang sắc đỏ gần đây là do hiện tượng khúc xạ, tán xạ ánh sáng và rất có thể có thêm sự tác động từ ánh đèn của những con tàu đỗ tại cảng Chu Sơn. Trước khi bầu trời chuyển sang màu đỏ cũng xuất hiện thêm mưa phùn, do đó màu sắc khác lạ trên bầu trời có khả năng là bởi sự phản chiếu ánh sáng từ các đám mây ở tầng thấp. Phòng khí tượng Chu Sơn cho biết, khi không khí đạt độ ẩm nhất định, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành các hạt xoăn khí. Hạt xoăn khí có thể làm khúc xạ và tán xạ ánh đèn từ những con tàu đánh cá và gây ra hiện tượng bầu trời đỏ rực mà nhiều người đã chứng kiến. Chúng mình là SNews, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức này. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe cho SNews.